Ma đạo tiễn chuẩn bị. Chuẩn bị. Tại. Tại sao? Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là đối địch với tông ta. Vạn cổ tối cường tông ta nhất định sẽ quét sạch vạn dặm, chinh phục bát hoàng. Tổng đội trưởng mật thám phàm thiết của tế vũ đường, tư mã trọng đạt, bái kiến tông chủ. Toàn bộ trạm gác ở đây của liên minh băng đế đều đã được loại bỏ gọi tông chủ thì quá khách khí rồi, về sau ngươi gọi ta là chúa công là được rồi. Mất tận hai ba ngày để trà trộn vào bên trong bọn họ, quả thật là làm khó các ngươi. Trọng đạt, làm tốt lắm, hiện tại các ngươi lẻn vào doanh trại địch có chức vị cao nhất là gì, có thể mang đến nhiều tình báo hơn hay không. Thời gian quá ngắn, hiện tại địa vị cao nhất chỉ là đại tổng quản nội vụ của cực Hàn Tông, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh đại sư tỷ. Ba ngày đúng thật quá ngắn. Ngươi nói cái gì, đại tổng quản nội vụ, chỉ trong vòng 3 ngày. Có phải cho các ngươi một tháng, mật thám các ngươi có thể lên làm tông chủ cực hàn tông luôn không? Phương diện ngụy trang thâm nhập này, hắn rất có thiên phú. Sư tỷ có nghe thấy không? Nghe thì trả lời đi. Thiên thiên giống như bị phong bế thần thức, không thể truyền thanh liên lạc, muốn biến thiên thiên thành thánh nữ gì đó. Trong cực hàn tông còn có những thiếu nam thiếu nữ, muốn cùng nhau cạnh tranh thánh tử thánh nữ. Những người khác hẳn là đến từ thất tông của liên minh băng đế. Cửu tông công pháp đều diễn hóa từ băng đế quyết, nhưng bọn họ thừa hưởng thế mạnh khác nhau của băng đế như phát, mắt, miệng, la, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, kiếm. Đây là bản đồ phân bố thế lực hay là bản đồ hiện trường vụ án thế. Bọn họ đây đang là phanh thay tổ sư ra mà. Võ đế năm đó đều biến thái như vậy sao? băng đế nhất định là trường hợp đặc biệt, những võ đế khác vẫn rất bình thường. nhỉ ừ. Chưa chắc đâu, sư phụ ta đến bây giờ còn giữ lại một sợi tóc của dạ đế bán ra, những võ đế này đều nuôi không. Danh tiết của lão tử Trọng đạt, với thông tin các ngươi thu thập được, tiếp theo chúng ta nên tấn công ở đâu? Từ tin tức đậu đậu truyền đến, bát tông chủ tông môn đều đã tề tụ tại cực hàn tông, nhưng có một vị. Tông chủ tuyết nguyên tông cách nơi này không xa, vẫn chậm chạp chưa xuất phát. Chỉ có hắn, chẳng lẽ bọn họ bố trí cạm bẫy dụ địch ở tuyết nguyên tông cho chúng ta? Tỷ lệ đại khái sẽ không, bởi vì đậu đậu nói, các tông chủ khác đối với tuyết nguyên tông đến muộn cũng rất có oán hận. Tuyết nguyên tông, mấy người bọn họ luôn nói lão tử đến muộn, lần này lão tử ra ngoài sớm hai ngày. Lão Hồng, lần này ước định ngày năm gặp mặt, ngày ba ta sẽ xuất phát, chuẩn bị vật phẩm cho ta. Tông chủ, ước định chính là ngày ba gặp mặt, những tông chủ khác hẳn là đã cùng nhau uống trà rồi. Vậy sao ngươi không nhắc ta? Lão nô còn tưởng rằng ngài thích cái cảm giác đến sau cùng này chứ. Đây chẳng phải là nói, người của Vạn Cổ Tông rất có thể đã đến rất gần chúng ta. Mấy tông chủ khác nói với ta, lão đại của Vạn Cổ Tông rất tà môn, không có hai võ hoàng đỉnh phong trở lên, không nên đối kháng chính diện. Chứ không nói bọn họ có thể đột phá lên hoàn trận của lão nô hay không cho dù bọn họ có thể may mắn đi đến trước mặt chúng ta. Cũng vừa hay để cho bọn họ hiểu rõ một chút thực lực của Thượng Tam Tông. Thượng Tam Tông, không sai, căn cứ vào thực lực của các tông, băng đế cửu tông chia làm Thượng Tam Tông, Trung Tam Tông và Hạ Tam Tông. Theo thứ tự là mắt đại biểu cho Thu Thủy Tông, miệng đại biểu cho Cực Hàn Tông. Tuyết Nguyên Tông đại biểu cho chân trái. Nếu như cùng trình độ với lão tiểu tử Cực Hàn Tông kia thì không cần lo lắng nhiều, lão tử tung vài chiêu là xong ngay. Tông chủ, ngài nghĩ sai rồi. Thực lực cá nhân của tuyết nguyên tông chủ nghe nói không phân cao thấp với thu thủy tông chủ xếp hạng thứ nhất, mà chiến lực của cực hàn tông chủ cơ bản ở dưới đáy của cửu tông. Dưới tình huống như vậy, cực hàn tông vẫn ngồi vững ở thượng tam tông. Ta lo rằng, trong cực hàn tông, có tồn tại vượt qua võ hoàng, to gan suy đoán, trong tuyết nguyên tông có lẽ cũng có. Một đối thủ khó lường không ủng công vạn cổ tối cường tông ta toàn phái xuất trình. Tội kỳ ca, sư bá. Ồ, trận pháp đã kích hoạt. Chưa chiến đã giảm quân số, hy vọng vạn cổ tông sẽ không phát điên. Tông, tông chủ. Có bom, uy lực rất mạnh. Thấy rồi, làm nổ tung quần áo của ngươi rồi. Thật tàn bạo. Tốt xấu gì cũng phải để lại một mảnh vải che thân chứ. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.